Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Smart của mình. Hôm nay, chúng mình cùng nhau vẽ bài trang trí lọ hoa nhé. Trước tiên, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc thước dài khoảng 20cm và một chiếc bút chì. Cùng với đó là một tờ giấy A4. Ở đây thì mình làm tờ giấy nhỏ hơn để vẽ phác thảo cho các bạn. Các bạn có thể vẽ vào chính giữa giấy A4 nhé. Các bạn làm theo mình nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ đo, sẽ kẻ chiều rộng các bạn sẽ đo là 9,5, chiều dài các bạn sẽ đo là 16,5. Mình sẽ ngăn cách miệng của lọ hoa.
Mình đã vẽ xong lọ hoa rồi đấy. Bây giờ thì chúng mình sẽ sử dụng một chiếc bút dạ màu đen để chúng mình tô viền cho lọ hoa nhé. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hãy cho mình xin một nút like, share nếu thấy hay và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đặc biệt, hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để mỗi khi mình ra video mới, các bạn là người đầu tiên nhận được. Tạm biệt các bạn.